người ta sẽ gọi là bến cá mũi né nha các bạn, bến cá mũi né. Nên là buổi sáng này rất tấp nập cảnh bà con cùng nhau ra đây lấy cá nè. Thấy là mấy cô gánh cá rất là tươi. Mình sẽ thấy là bà con ngư dân sẽ đánh cá vào bờ và bắt đầu với một buổi sáng tấp nập chợ cá. Và bây giờ chúng ta sẽ xem cảnh ngư dân ở đây người ta sẽ đánh bắt cá như thế nào và buổi sáng thu hoạch cá như thế nào các bạn nha. Đây chính là cảnh bà con chèo thúng ra khơi để câu hoặc là bắt cá gì đó, giăng lưới đó. Và ngay bên cạnh thôi các bạn ơi, đây chính là cảnh mua bán cá, những xe hàng đến để thu hoạch cá. Nên biển ở đây thì khi mà mình tắm thì nó sẽ hơi dơ các bạn nha, tại vì ở đây là bến cá nên sẽ cái mùi vị tanh rất đặc trưng hải sản. Xa xa là những cái đoàn thúng đang giăng lưới đánh bắt cá. Cái họ chèo vào đó bạn, các bạn họ đã đánh bắt từ sớm, bây giờ họ sẽ chèo vào để trao đổi mua bán cá ở đây. Thì quả thật là mỗi nơi mình đi qua thì nó sẽ có những cái đặc điểm khác nhau các bạn ha. Thì ở Mũi Né thì nó cũng có nhiều chỗ, thì đây là bến cá thì nó cũng có nét đặc trưng riêng ở biển này, khách du lịch cũng có thể mua hải sản ở đây. Và đây chính là ghẹ mà mình đã mua được từ Phan Thiết đem về. Mình thấy khá là ngon ha. Đây là phần ghẹ được mua từ Phan Thiết và đã được ướp lạnh nè. Mình đã vận chuyển về đây. Và nếu nhưng mà mình chấm muối tiêu bình thường thì cũng đã ngon rồi, nhưng mà mình muốn làm một món muối rất là đặc biệt để giới thiệu đến các bạn ha. Và bây giờ sẽ đem đi luộc đây. Và bây giờ mình sẽ tiến hành luộc phần ghẹ này. Thì đối với mình á, ghẹ khi mà hấp, chỉ cần hấp và luộc thôi là đã ngon lắm rồi, không có cần chế biến cầu kỳ. Mình sẽ cho một ít nước vào đây nè các bạn. Và phần ghẹ của mình đã bắt đầu chín rồi các bạn ơi, màu rất là đẹp.
kỳ thơm. Để ăn kèm với món ghẹ hấp dẫn như thế này thì ngoài cái món muối tiêu bình thường nè, các bạn có thể dùng chung phần ghẹ với chén muối tiêu bình thường như thế này. Thì chén muối tiêu này là gồm có là tiêu nè, muối, là bột ngọt, mình sẽ rang lên và sẽ rất là ngon. Cái bữa ăn của mình nó sẽ ngon hơn á, nó sẽ khác biệt một chút, thì mình sẽ chế biến lại. Và thành phần nguyên liệu của chúng ta gồm có rất là đơn giản. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có chanh, muối tiêu và đường. Rất là đơn giản đúng không? Thì bây giờ và đường, một vài quả ớt như thế này. Đầu tiên các bạn sẽ nặn chanh vào cái chén này, sau đó các bạn sẽ cho đường vào. Đây là mình sẽ làm phần nước chấm cho một người ăn nha các bạn. Đây chính là hỗn hợp chanh đường, một chanh một đường các bạn nha. Chúng ta sẽ khuấy cho chanh đường tan với nhau. Sau đó các bạn sẽ dầm ớt vào. Các bạn có thể cắt ớt cũng được, mà ở đây mình sẽ dầm ớt cho cái phần cái nước chấm của chúng ta sẽ cay, ngon hơn. Và bước cuối cùng các bạn sẽ cho phần muối tiêu này vào. Chúng ta sẽ khuấy đều lên. Bạn thấy chưa, rất là ngon, rất là hấp dẫn. Và chỉ với vài bước đơn giản thế này thì mình đã vừa hoàn thành xong chén muối tiêu chanh ớt, rất là ngon. Rồi bây giờ mình lại có thể dùng được rồi các bạn ơi, hấp dẫn quá. Và bây giờ mình sẽ thử xem thành phẩm của chúng ta sẽ như thế nào. Ngon quá bạn ơi. Vị muối chua chua, ngọt ngọt và cay, kèm với vị mặn. Thử xem món muối của mình như thế nào, comment bên dưới cũng như là like, share and subscribe ủng hộ kênh của mình các bạn nha. Và chúc bạn thành công với món muối như thế này để ăn kèm với hải sản.